Thưa quý vị, dịp lễ 2 tháng 9 năm nay được nghỉ 4 ngày nên dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao. Thậm chí trong thời điểm cao điểm sẽ có hết sự gia tăng đột biến về luồng hành khách. Bến xe trung tâm Đà Nẵng đã huy động phương tiện sẵn sàng phục vụ việc đi lại tốt nhất cho người dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay trùng vào những ngày nghỉ cuối tuần nên nhu cầu đi lại tham quan, nghỉ dưỡng, thăm thân nhân của người dân sẽ tăng nhiều trong dịp lễ. Trong những ngày qua, bến xe trung tâm Đà Nẵng đã làm việc với các doanh nghiệp vận tải, huy động 100% số xe hiện có, đảm bảo và chuẩn bị phương tiện tăng cường đầu xe hỗ trợ các tuyến đường ngắn có người dân đăng ký đông để đảm bảo giải tỏa khách ngày cao điểm, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong bến, kiểm tra xử lý tình trạng bắt chặt hành khách lấy giá cước cao quá quy định, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý tình trạng xe dù bến cóc. Hiện nay trong đợt lễ 2 tháng 9 chuẩn bị phục vụ này thì chúng tôi liên lạc với đơn vị và đến giờ phút này thì chúng tôi chưa nhận được một cái hồ sơ nào về tăng giá vé. Thì theo như dự đoán thì tôi nghĩ rằng là trong cái đợt phục vụ này đến thời điểm này mà chưa tiếp nhận hồ sơ tăng giá vé thì công tác bán vé phụ hành khách là chúng tôi thực hiện theo cái giá đã niêm yết và sẽ cử tổ nghiệp vụ kiểm tra các phòng vé. Và tại đó chúng tôi tiếp nhận những thông tin phản ánh khách khi có sự cố hoặc là khi phát sinh chúng tôi giải quyết kịp thời. Đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết để đảm bảo số lượng và chất lượng xe tham gia hoạt động trên các tuyến cố định, Sở yêu cầu bến xe trung tâm Đà Nẵng tăng cường thông tin, tuyên truyền, lộ trình các tuyến và thời gian xe chạy qua để người dân được biết, đồng thời Sở yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe buýt không tham gia vận chuyển khách theo hợp đồng, không để lái xe tự ý bỏ phiên, bỏ chuyến, quản lý đội ngũ lái xe taxi chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, không chạy vòng vo, từ chối khách khi đường đi có cự ly gần. Trong cái công tác chuẩn bị thì Sở Thông cũng đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp là rà soát lại toàn bộ cái số lượng phương tiện của đơn vị mình để đảm bảo được là cái số lượng phương tiện đó được phục vụ tại các bến tàu, nhà ga. Đối với những cái hãng xe taxi thì huy động 100% số lượng phương tiện hiện có để đảm bảo được là trong quá trình ngày lễ là phục vụ 24/24 để phục vụ cho hành khách trong những cái mùa du lịch khách đến với Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng yêu cầu lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với bến xe kiểm tra xử lý các vi phạm của lái xe, nhân viên phục vụ không đủ điều kiện khi xuất bến, tăng cường tuần tra kiểm soát trong dịp lễ 2 tháng 9 tại các nhà ga, bến tàu, phối hợp với trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng, theo dõi an toàn giao thông qua hệ thống camera và thiết bị giám sát hành trình để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, để trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 tại Đà Nẵng đảm bảo an toàn, văn minh, thân thiện.